học sinh lớp 7A7 yêu quý. Ngày 20 tháng 11, một ngày đặc biệt, ý nghĩa đối với tất cả các thầy cô giáo, ngày mà cả xã hội tôn vinh nghề dạy học đang đến thật gần. Trân quý và biết ơn thầy cô, những người lái đò thầm lặng đã dạy dỗ và chấp cánh ước mơ cho chúng con bay cao, vươn xa, chinh phục chân trời tri thức. Công lao trời biển mà thầy cô đã dành tặng cho chúng con là món quà vô giá trên hành trình dài rộng của cuộc đời. Hôm nay, tập thể lớp 7A7 tổ chức buổi gặp mặt trang trọng này như một sự tri ân sâu sắc để bày tỏ lòng biết ơn tới thầy cô, những người đã dành trọn tình yêu, sự đam mê, nhiệt huyết, không quản khó khăn vất vả, thầm lặng chở những chuyến đò đưa lớp lớp học trò chúng con qua sông, đến những chân trời rạng rỡ của tri thức trên mọi miền non sông đất nước Việt Nam. Về dự buổi tri ân ngày hôm nay, con xin được trân trọng giới thiệu các thầy cô có trong ban giám hiệu, cùng toàn thể các thầy cô giáo đang giảng dạy bộ môn tại lớp 7A7 và cô giáo Trần Thị Phong Lan, người mẹ hiền yêu dấu của chúng con. Đặc biệt, có sự tham dự của các bác đại diện hội cha mẹ học sinh và 50 bạn học sinh lớp 7A7. Đề nghị các bạn dành một tràng pháo tay thật giòn giã cảm ơn và kính chúc sức khỏe các thầy cô và các bậc phụ huynh. Chào mừng sự có mặt của các thầy cô, tập thể lớp 7A7 chúng con xin gửi đến thầy cô ca khúc Em yêu thầy cô trường lớp bạn bè. Điều nhạc tôi thích nghe hoài, đưa hai tay giơ lên cao, baby follow me now. La 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 la. Em yêu môn toán như chụp bông luôn bay sao chụp hoài. Em yêu môn lý như là Newton yêu tao mê ly. Em yêu môn hóa như quy kim hay acid bazơ. Em yêu thầy, em yêu cô, em yêu trường lớp bạn bè. Na 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 na. Are you ready? Come on! 1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4 ạ. 4 với 1 là 5, 5 ngón tay vu chen rắc pin gì ấy. Em yêu môn xanh như là cây yêu khí CO2. Em yêu môn văn như là Romeo yêu Juliet. Em yêu môn anh như là I love you baby. Em yêu thầy, em yêu cô, em yêu trường lớp bạn bè. Em yêu môn toán như chụp tung luôn phải giao chụp quanh. Em yêu môn lý như là Kính thưa các thầy cô, nếu ai hỏi con về những người thầy, người cô của mình, con xin kể về những thầy giáo, cô giáo, nơi mái trường trung học cơ sở bê tông yêu dấu. Dưới mái trường thân thương này, chúng con được khám phá thế giới kỳ diệu của tri thức nhân loại. Thầy cô, những ngọn hải đăng đã soi sáng cho chúng con muôn vàn kiến thức mới lạ và bổ ích. Hôm nay, trong chiếc hoạt động trải nghiệm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, chúng con mời thầy cô và các bậc phụ huynh cùng chúng con tìm hiểu về lịch sử ra đời ngày 20 tháng 11. Chúng con biết mình chưa đủ lớn để nói những điều to tát, chưa đủ khôn để làm những việc lớn lao, nhưng chúng con cảm nhận rõ tình yêu nghề, yêu trẻ trong mỗi bài giảng đầy nhiệt huyết, tận tâm của mỗi thầy cô trong từng tiết học, trong mỗi giao tiếp với chúng con. Chúng con xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống để xứng đáng với những kỳ vọng và mong mỏi của thầy cô. Thầy cô, chỉ với 2 tiếng thôi mà sao chúng con cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy? Có lẽ rằng tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã thấm sâu vào trong mỗi con người, để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo, sự nhiệt huyết, tận tình của mỗi con người lại dâng trào lên.
thầy cô cũng chính là những người dẫn đường, chỉ lối cho chúng con trên con đường đời của riêng mình, những người vun đắp ước mơ của chúng con và một tương lai tươi sáng. Chúng con đang dần lớn lên và đã được học rất nhiều thầy cô giáo. Mỗi người thầy, người cô là một người chăm sóc vườn hoa để những bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành một con người có ích trong xã hội. Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng con bằng những cách khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một tình yêu nghề, yêu học trò và cả sự nhiệt huyết. Chúng con xin biết ơn những ánh mắt dịu dàng, những lời giảng ân tình của thầy cô. Chúng con xin biết ơn những chỉ dạy nghiêm khắc, những trách mắng kịp thời của thầy cô. Hạnh phúc thay, mỗi ngày chúng con được các thầy cô với những bộ môn học khác nhau. Những cách gợi mở, truyền thụ, dẫn dắt khác nhau đã vun bồi xây đắp cho chúng con bao kiến thức thiết thực, giúp chúng con nhận rõ ràng thiện, ác, tốt, xấu, thật, giả, đúng, sai, biết ngẩng mặt nhìn trời xanh để nuôi ước mơ đủ sức bay xa bay cao. Cũng trong tiết học này, chúng con xin được nói lời biết ơn sâu sắc tới hai đấng sinh thành của mỗi chúng con. Những người thầy người cô đầu tiên, người không chỉ cho chúng con hình hài, người không chỉ nuôi dưỡng mà còn là người dạy dỗ chúng con từ thuở còn nằm nôi qua những lời ru ngọt ngào. Từ khúc dân ca, từ những lời bi bô tập nói, những bước chân run run tập đứng tập đi, mẹ cha dìu đỡ nâng niu. Cảm ơn cha mẹ như biển rộng núi cao, mọi ngôn từ đều trở nên bất lực. Khi con vui mẹ ngập tràn hạnh phúc, khi con buồn mẹ thắt quặn niềm đau. Chúng con xin cúi đầu kính dâng lời biết ơn đẫm niềm cảm xúc yêu thương tới mẹ, cha, những người thầy đặc biệt của chúng con đã luôn tạo điều kiện tốt nhất cho chúng con được cắp sách đến trường, bao bọc chở che cho chúng con trong vòng tay ấm áp thiêng liêng kỳ diệu. Khi con vui mẹ ngập tràn hạnh phúc, khi con buồn mẹ thắt quặn niềm đau. Vâng, lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô đúng hai mẹ hiền. Tôi rất là vui mừng và hạnh phúc, tự hào khi thấy con em chúng tôi ngày càng lớn khôn, đã biết tự lo cho mình, đã biết quan tâm tới cha mẹ, biết chăm lo đến cửa nhà. Đó là những điều mà trước đây các con còn rất là nhiều phụ về. Sự trưởng thành của các con hôm nay về trí tuệ, về đạo đức, nhân cách chính là nhờ tâm huyết dạy dỗ, rèn luyện từng ngày của các thầy, các cô. Đó không chỉ là học kiến thức mà còn học cả phương pháp, tư duy và kỹ năng sống. Cách ứng xử của các con đối với ông bà, cha mẹ, hàng xóm, người thân ngày một tiến bộ hơn và hoàn thiện hơn. Hôm nay, trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tận trái tim mình cho phép tôi được thay mặt những người làm cha, làm mẹ gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy cô, đến những người cha, người mẹ thứ hai của các con. Cảm ơn các thầy cô đã luôn cố gắng không quản nắng mưa, vượt mọi khó khăn gian khổ, đồng cảm, đồng lòng để dạy bảo con em chúng tôi trong suốt những năm học qua. Các con học sinh thân mến, chắc hẳn trong ngày lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam dưới mái trường trung học cơ sở Biên Tâm này, các con có rất nhiều điều muốn nói với các thầy cô của mình, đúng không nào? Hãy ghi vào lòng mình những cảm xúc của ngày hôm nay, hãy thấu hiểu công ơn dạy dỗ của thầy cô và cố gắng học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa để không phụ lòng các thầy cô, các con nhé. Một lần nữa, cho tôi bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân tới quý thầy cô nhà trường. Chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp chồng người cao quý. Chúc các thầy cô có ngày lễ 20 tháng 11 nhiều niềm vui, ý nghĩa. Chúc nhà trường ngày càng phát triển và đào tạo được nhiều thế hệ học trò trưởng thành. Trong buổi gặp mặt ý nghĩa này, chúng con xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống để xứng đáng với những kỳ vọng và mong mỏi của thầy cô. Dù sau này trên đường đời của chúng con dẫu có phong ba, bão táp, chúng con sẽ luôn vững bước vì chúng con biết, ở một nơi nào đó, thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo chúng con. Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi, cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa, gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu. Con xin thay mặt cho tất cả lớp 7A7, xin kính chúc tất cả các thầy giáo, cô giáo trường trung học cơ sở Bê Tông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và vững tay trèo trên dòng sông mênh mang của sự nghiệp chồng người đầy cao cả. Như nhà giáo dục vĩ đại Komensky đã từng nói,
Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học. Thầy cô mãi mãi là người vĩ đại nhất, cao quý nhất trong cuộc đời của mỗi chúng con. Đã dẫn một cái câu nói cực kỳ nổi tiếng của một nhà giáo dục học người Ba Lan, Kowalski, nói rằng dưới ánh sáng của mặt trời không có một nghề nào cao quý bằng nghề dạy học. Và cũng qua đây cũng xin gửi lời chân quý biết ơn đến toàn xã hội nói chung, và trong đó thì có các bậc là cha là mẹ của các học sinh lớp 7A7 ngồi đây đã đồng hành cùng với nhà trường nói chung, các thầy cô giáo bộ môn và đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm Trần Thông Lan trong 2 năm học vừa qua và sắp tới là 2 năm học tiếp theo. Rất nhiều thế mạnh và cô đã khai thác được thế mạnh đó cùng với ban đại diện chi hội cha mẹ học sinh của lớp 7A7 vô cùng tâm huyết ủng hộ cho cô giáo trong tất cả các phong trào. Để rồi các vị nhận được kết quả là những cái trái ngọt của con em mình từ những kỹ năng ứng xử nhỏ bé nhất. Cảm ơn và gửi lời chúc mừng sinh nhật nồng nhiệt nhất tới cô giáo Thanh Lan. Mong rằng bà chị của tôi luôn tràn đầy năng lượng và sẽ có nhiều thế hệ học trò thành đạt thành công hơn cuộc sống. Xin chào. Và hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt của cô giáo Phong Lan ạ. Cô giáo là giáo viên chủ nhiệm của các em học sinh lớp 7A7. Cá nhân tôi thì nhận nhiệm vụ chuyển lời chúc sức khỏe xinh đẹp và luôn có nhiều nhiệt huyết đối với đàn nhiều con lớp 7A7 và luôn là người lái đò để nhiều người thích nhất đối với các con, và chúc cô là luôn thành công hơn nữa trong cái ngày sinh nhật của cô ạ. Và hôm nay, tiết hoạt động trải nghiệm của lớp 7A7 chúng con được tổ chức vào một ngày vô cùng đặc biệt. Ngày mà 51 năm trước, cô giáo chủ nhiệm, người mẹ thứ hai của chúng con, cô Trần Thị Phong Lan lần đầu cất tiếng khóc chào đời. Chúng con xin được dành lời chúc đặc biệt đến cô. Chúc mừng sinh nhật cô giáo của chúng con. Nào, xin mời các bạn hãy cùng chúng mình hát vang bài Chúc mừng sinh nhật. Birthday to you, happy birthday to you. Cộng một thêm số tuổi đời, vẫn nguyên tâm hồn thanh thời. Happy birthday to you, happy birthday to you. Tặng em câu hát này và chúc em luôn được ấm em một người nhà. Hôm nay anh chọn một nhành hoa tươi với cả chiếc bánh kem to to một chút. Làm quà sinh nhật em má baby yeah. Đêm nay sao trời dịu dàng lên ngôi, chẳng muốn nói với em tương lai đẹp lắm. Niềm vui luôn cạnh em má baby yeah. Chúc mỗi sớm mai em luôn mỉm cười, chúc mỗi đêm khuya luôn luôn có người nói rằng trời trong xanh cũng chẳng long lanh bằng mắt em. Chúng mỗi bước đi em luôn vững vàng, sau nắng hay mưa em luôn sẵn sàng. Cứ hồn nhiên em nhé, rồi bình yên sẽ tìm đến. Happy birthday to you, happy birthday to you. Cộng một thêm số tuổi đời, vẫn nguyên tâm hồn thanh thời. Happy birthday to you, happy birthday to you. Tặng em câu hát này và chúc em luôn được ấm em một người nhà. Có 20, 40, 60, 70 thì vẫn sẽ luôn mỉm cười vô tư như chẳng lo gì trên đời. Wow. Niềm vui cho ta mãi luôn che theo thời gian dù bao tháng năm. We always 14, always 14. Happy birthday to you, happy birthday to you. Cộng một thêm số tuổi đời, vẫn nguyên tâm hồn thanh thời. Happy birthday.